Dạ em chào mọi người, đây là cái bồn nhựa 700 lít bên em cột đi giao cho khách hàng ở Tân Phú Trung đây. Đây được rồi. Bồn này có hàn rồi mọi người không? Có hàn sửa rồi. Bồn cũ vẫn bảo hành cho mình xài 5 năm với điều kiện là mình kê cái đáy bồn trên mặt phẳng bê tông, mặt phẳng thật phẳng vào, đừng có kê trên mấy cây đà, mấy cục gạch hoặc là mấy cái thanh sắt gì đó, thanh gỗ gì đó, nó sẽ không phẳng đâu mọi người. Mình nghĩ là nó phẳng nhưng mà nó không phẳng, tại vì mọi điểm ở dưới đáy bồn nước phải được chịu lực giống như nhau, chứ không thể tì lên một vài thanh, một vài hoặc là cái khung nào đấy được, phải bằng điểm nào cũng giống điểm nào hết thì cái bồn xài mới được mọi người ha. Rồi em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người. Ai mình cần sử dụng bồn nước thì vui lòng liên hệ bên em nha.